Go. Không Không có. không sao không sao không sao họ sang vòng một cái anh sẽ cố gắng à, không từ từ giờ anh em mình thể lệ này nè, giờ thằng nào bóp frag nhất trận đó, thằng nào bóp frag nhất trận là thằng lồ đó là bị ta gọi là cái gì nhỉ, bất lực. bất lực bị bất lực. Ok, thằng bóp frag nhất trận là bị bất lực. Anh em cố lên. Nhất trận là được. Ê! Trời quên! Wow. Tiền tôi cũng cao khác gì em Dân á. Không vậy em binh có ba mấy à. Còn Tiền anh hết cày. Thôi thì ra mít hết mà. Ra mít bắn hết mà. Ây da. Bé bị delay rồi. Sao tem em không ai bắn được mạng vậy? Nó vậy. Nói vậy. Má tôi nên nó giảm sức mạnh của tôi bằng cách là nó làm ping tôi 200 này. Má Baron bắn nhìn đã an tâm quá. Baron không bất lực rồi. Má anh thấy nó giảm sức mạnh của em bằng cách là nó cho ping em 200. Nè, 200 lần. Má cái này giật quá. Ủa sao gặp anh nung mày á? Đá! Mạnh đó! Bridge! Ủa? Ủa? Gà điên vậy? No, đừng nói vậy. À. Rồi, tính giáo! Bị mất! Một cái đéo này. Để nó nhấn mà! Yeah! Tiếp cửa nè. Mẹ, tao lầm rồi. Cái gì vậy Baron? Hai thằng số anh đâu thấy em bắn vô đầu mà nó không tính vào đầu của anh. Anh biết nó lát tới nào rồi đó. Cây này tốn cây của anh. Rồi. Em cần chỉnh mạng lại á. Mẹ bắn cho nó thằng sinh ca nó bu cục mà, con mẹ nó. Thì tất nhiên nó uống qua trận trước nó đã liệt dương rồi, em nghĩ trận này nó muốn bất lực không? Để em chiếu lên trình mạng đó. Hay. Chờ anh Dũng nha. 130. Gì anh Nô, em đứng yên anh Nô bắn em không chết luôn mà anh Dũng. À, 100 rồi, 100 rồi. Rồi, vô lại. Ui, à hay. Mong là nó ổn thôi chứ. 100 rồi, 100 rồi. Hey. Cái gì vậy chứ? Ngu quá. Phải chứ. Ngu rồi. Hay, Việt Nam mình dạo này đổi cáp nó lắc vậy á. Ủa? Lâu. Nghe cái tiếng vàng lắm. Chạy bắn quá. Vô, vô. Anh... Ui, ui. Đù mấy người sấy luôn. Ờ, cái cây này sẽ sấy hả? Ủa, lắm. Cháy rồi, phải chết cháy rồi. Little man, trời ơi, 135 số 3. Không sao em ơi, cây này xấu em ơi, cây này bị xấu. Cái gì vừa. Ba, mình đã không quay cháy rồi. Vừa ngay cái bài này. Mình đã không quay chơi sấy rồi, còn gặp mấy người chơi sấy nữa. Khó ghê. Không quay chơi sấy. Đâu nghe tôi quay chơi sấy rồi. Gà điên. Ba từ vừa nghe tiếng là biết nó bắt đầu tự tin vào cái việc nó không thể bất lực. Ui, 105 rồi, 105 rồi. Chết, đéo chết, đéo chết. Uống đầu rồi. Em như cướp. Đéo được sao lại đưa cái này. Mẹ bắn gì chứ. Ôi à. Mày. Má lá kiểu 104. 104. Chịu rồi. Giờ nó giảm sức mạnh của em thế kia thì em chịu rồi. Ây da. Bên kia nó nâng cấp lên cây hay rồi, đúng rồi. Let's go. Cái thế rồi. Go. Rồi luôn quá. Bắn gì vậy? Mai đâu lái kìa, mai đâu lái canh ơi, đùi quá. Rồi, chết hù.
Oh shit. Sam điên. Như vậy. Một năm sao? What the fuck? Sam điên. Chết mẹ. Yeah! Nó có Stinger hết rồi Baron ơi. Em chịu hết anh ơi, em ha. Đâu tôi cho em chứ đi, được tôi cho em. Rồi cây này sao bắn, trời ơi. Wow. No, what the fuck? Tôi thấy cái gì vậy? Tôi thấy cái gì thế này? What the fuck? Cửa. Cửa hả? Bây giờ em còn chưa được đổi súng mà. Điệt. Tôi nghi mà. Ở nó hụt hết ta. Sao lưng chứ lại. Bỏ sao quên mẹ ơi, để cầm kiếm anh. Cái này có đi. Má nhào luôn. Thôi đó thì. Coi rồi. Cái gì có mà cứ giao rồi. Thì bà rò nãy giờ chưa được súng. Thì cái chứ, em cũng không hiểu sao em lấy rồi em chưa được súng à. Dạ, chấm rồi. Lão. Ôi trời ơi, 148. Rồi, mai cuối cùng cũng thoát, Chết đúng là cuối cùng cũng thoát. Pinh, ồ bà lờn dao luôn rồi. Anh Dũng cầm dao, anh Dũng xin súng đây. Okay, 101 này. Khó. Sao anh cứ đu dân cho mấy chuyện. Mẹ tự sát luôn mà. Đu dân chết của mẹ. Nó cứ bị tụt xuống vậy. Ok, hết đạn. Hết đạn rồi. Cái này mất đạn quá. Có hả mày? Ai chưa? Này. Có. Rồi, nhanh nâng súng ơi, trời ơi, giải thấy cái kia đi coi. Mày súng đang tiếp theo súng sọc ti anh. Không sao. Đi coi. Mình có hẹn gần luôn. Ủa cái thứ gì đây? À. Xin báo. À, nghe anh Baron anh chuyên bắn sau tì nè, em cứ ngồi im một chỗ chờ nó lướt qua hàng bắn chứ đừng có đi tìm sau tì đi chung bắn bà đứa, đi chung rồi lô má tụi nó đi kiểu đó rồi đi đi chung này anh bà đứa em gà đi ở đây xăng luôn chạy ra ngoài đi, chạy đây này. Chạy rồi. Đuổi. Năm máu rồi, mới bắn năm máu rồi. Cái này có đạn. Hết đạn rồi. Dạ luôn. Cảm ơn. Ê, hết đạn. Nhanh hơn. Ấy da. Đây, thời tới rồi. Cái gì vậy, Baron? Ồ, em không biết. Đây. Thời tới rồi. Spot cho anh mày, Baron. Lag rồi. Lag lắm rồi. Đó mà lag rồi, thời cơ. Lag lắm rồi. Nắm bắt cơ hội. Ủa đâu có chơi vậy? Này lag là mình phải đi bắt người từ từ thôi chứ không có chơi kiểu này được rồi. Ơ, cái đi 132 cốc đi. Sao. Ây da. Rồi. Năm. Rồi. Trời ơi cái này sao mà chơi. Cái này bên kia nó trong cái thế nó đang giận á. Yeah. Ôi nhờ. Có lên. What the fuck?
mày 200 mét. Tí em phải chỉnh lại tiếp cái mạng. Thả xe liên tục đi, thả xe thôi, nó không làm gì được hết á. Khó chịu lắm. Đây 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 đây, từ 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 từ, chờ chờ, xe tới, xe tới, đây đây. Xe tới, xe tới, xe tới, xe tới à. Cái đồ. Nó được cái số này. Nè em máu, nè em máu, nè em máu, nè em máu. Chẳng biết cơ, không, nguyên viên, nguyên nguyên. Con thằng miếng gì. Rồi. Còn biết, còn biết, còn biết, còn biết, còn biết. Biết đồng, biết đồng. Thôi. Anh muốn em biết sao nữa mà. Em là em hết cứu rồi anh ơi. Anh thấy cái tên của em nó đỏ le không? Ra, 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 thả xe xong chạy, ra miết thả xe xong chạy. Cái gì vậy? Thả xe em nhiều quá vậy ta. Cái gì? Yeah, cảm ơn anh, cảm ơn em chú nha. Có gì thả hết đi Baron. Đạt nào mình, mình đang trong cái thế khó. Liều luôn. Đi có mẹ. Chuẩn bị nổ chứ, chuẩn bị nổ nha, chuẩn bị nổ nha. Đủ đéo đủ tầm phải đứng lên bên. Mà đúng một ngày bình thường ở Trung Đông. Thả xe không đủ điện. Thả không cố lòng. Má cứu với. Thả cái súng cứu với. Đang đang thả xe, thả xe không cứu được. Được được đỏ xe. Đang đang đỏ xe, đang đỏ xe. Rồi rồi, thấy xe bên chiếc này đâu quá. Sai rồi, chiếc chiếc được sai rồi, chiếc được sai rồi. Má thả xe một chiếc sai mẹ. Tại sao? 10 seconds left. Ồ, đâu người đây đó. Tải của mẹ nó ra đây luôn. Rồi rồi. Yeah! Chơi 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 đủ đủ. Ủa nguyên rồi. Yeah. Ờ thằng nào boss rác nhất chợ đâu 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 đâu. Đâu đâu. Đâu. Thôi. Mẹ. Boss rác nhất chợ nhất chợ. Rồi luôn. Lấy cho em đứng ở dưới. 20-13 thôi. Nó bất lực rồi. Thôi bất lực rồi, bất lực rồi, bất lực. Nhưng mà đâu cái không 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 không. Rồi nhờ. Đâu nhờ cả rồi, rồi nhờ. Thế. Im lặng thế nhờ. Bên tôi nó bị lag quá. Thế à? Ok nhá. Ờ sao thế? Lâu thế nhờ. Lâu nó to đi ngủ không lâu nữa thì đúng rồi đây. Wow. Kakizan has less your party đi chứ. Okay. Vào chưa? Anh giá bên em nó bị nhanh trước 2 giây á. Oh shit. Oh. Nó bị nhanh thức 2 giây nữa. Đó, em phải xoáy như vậy mới được anh ạ. Yếu hiểu sao ạ? Nói chung trận này á thì cũng giống trận trước đúng không? Thằng nào boss rank nhất á là gãy. Thế là nhân rồi. Gãy 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 á. Bỏ qua nhân đi, wow. Nhân là cái này ai cũng biết rồi đúng không? Ờ sao bỏ qua cho em? Em cũng lát mà anh ơi. Em là ngoại lệ đúng không? Vì em là ngoại lệ của anh. Vãi hồ. Ngoại lệ đó. Em vô, em nghĩ em vô ngay cái room này nằm nút rồi. Em tí nữa 12 mấy em vô lại sao? Ok. 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 Gà qua đi. Đéo gì đấy. Ây da. Bất ngờ chưa? Săn, săn trước rồi, tôi có làm gì được. Khổ thế. Chết nó rồi. Lòng. Mạnh. Enemy down. Đúng rồi đó. Cái đường một nữa nè. Mũ kìa. Ủa mới giật kìa, có súng à? Ai mũ kìa. Ồ, phải chiều à, cứ gắn chiều đi. Còn mới gặp bạn bè có tiếng mất nhau mà. Biết bạn đó. Em có tiền mới cho mang để đường đó. Mẹ, tâm buồn Baron mẹ gãy rồi. Cái gì? Em gãy rồi nè. Gãy rồi, gãy rồi, gãy rồi, gãy rồi. Ôi trời ơi. Má đang chơi mà gãy rồi là hiểu rồi. Má đang chơi vui mà tự nhiên gãy chịu rồi. Gãy ngang. Baron cho mình mạng nè, cảm ơn Baron nha. Tự nhiên gãy ngang. Trời, tự nhiên gãy ngang. Ôi trời ơi, what the fuck, anh nó xây rùa thế. Rất được không?
Ủa ghê. Thì tại sao ta là thằng da đen? Tại sao anh không phải là thằng da đen? Tại sao không được là thằng da đen? Tao thì chó hả? Ôi, cái tên là hư. Tao chưa giả rồi. Anh nói chó thì giả. Tên này nó mới có rồi. Từ từ nuôi, từ từ nuôi. Rồi, anh em mình bắn nhau tiếp. Từ từ, quay, quay. Cái điểm mẹ lại có người tới. Tao có lộn cái đau kìa. Từ từ, wow, em vừa mở lên lại thấy em cầm. Nha. Yeah. À, Baron phải có một sự về tiến triển vượt bậc, nếu không Baron sẽ là thằng gãy, đúng không? Em đang quên cao quá anh ạ. Em nếu đây có cơ hội lên lên. Chứ chả lẽ giờ em đang muốn là kiểu mình đang chơi vui cái mình gãy à. Yeah. Từ từ nó nghe hơi sai sai. Khó khó. Ôi. Có mùi. Có mùi với thằng dưới thằng Baron rồi. Chịu rồi. Thằng nào ấy? Mình luôn bị anh nô bắt mấy góc nhỉ? Ây da, cái góc của Baron đứng trước lại. Khó. Bên cao phải chấp nhận chơi vậy xíu. Ây da, ây da. Liếc mạng của mình luôn. Baron. Bên cao nó phải mua hàng kế toán. Nô ơi, cái đây nô ơi. Chăn được. Cái gì? Cảm ơn nhá. Cảm ơn nhá. Thôi nói thì kia chứ. Ờ vãi luôn. Hết tay trên. Mày không đúng đang tâm dục gần đang định bắn không? Cái gì? Bốn kêu kia là ai? Vũ. Vũ đi luôn rồi. Chưa. Vũ lát rồi. Wow, 14 à. Thề nó quá lát để mà tôi xử lý được những tình huống như vậy. Rồi, cái sự an tâm á, nó đã khiến cho Baron được búp sức mạnh. Thì bây giờ game nó phải có một cái nếp lại cái đó đi, đúng không? Ôi da. Em thề em sức mạnh an tâm thề em sẽ biến nó thành một cái lợi thế cho em anh ạ. Rùa em phải nhắc là em có thể bắn được trước 2 giây anh. Rùa anh hiểu không? Dạ đúng không, có nghĩa là thằng này bắn 2 giây hả? 2 giây là bắn lắm cơ mà hai giây không đúng, 2 giây là bắn mình đứng lên thôi. Nghe nó yếu cái gì vậy? Bắn 2 giây. À, khó. Ây da, không phải cái người ngồi trước chứ. Rồi mấy, đâu rồi. Free fire. Thôi rồi. Anh đu kê có khác quá. Ây da. Ông về trốn một góc ổng bắn luôn hả? Ông này ông kê trước rồi, đâu làm gì được. Kê chứ. Ông kê trước một góc luôn. Kê trước rồi, giờ chỉ có mấy góc mà lạ ổng không kê được. Ồ. Nhớ sâu. Ủa. Tưởng đi góc này. Đi mèo đi. Ai cho. Ai cho. Ông nu là phân tâm quá rồi. Ông nu là phân tâm. Mày ông có bắn mình nhìn, ông mình quay con nhìn nữa. Ai hồ? Ây da. Ui, được. Anh thấy không? Em bắn trước 2 giây. Trong cái thế đó là mẹ thấy cái cảnh đó trước 2 giây là bắn á. Em bắn trong cái em nhả luôn hả? Bắn cái nhả ra luôn hả? Ghê hả? Vị nó như thế nào em? Vị nó như thế nào? Ew, what the fuck? Em vừa thấy ai đó nhảy nước mà. Sao chạy nhanh quá. Nãy giờ thì cái voi đã gầy quá. Anh gầy ơi. Mẹ cái thằng nào nói là bắn rồi nhả rồi. Anh có trên cây đây. Không em, có đâu. Em mới nói là em bắn trước 2 giây sau đó em nhả ra mà. Nó liên quan gì? Nó liên quan gì? Nó đâu được. Thế mày không được. Rùa ấy. Rùa không phải rùa, tôi bắn vô đầu hết. Rùa nha. Hỏi lên Fred là biết.
Frick thấy tôi đang bắn á. Này thật, cái này bắn thật, đi về bắn vô đầu thật. Thấy không? Đúng không? Thằng này cứ thấy cái gì đầu đầu là nó bắn vô liền. Không đưa lên vào góc vậy. Nhát nữa. Cứ cứ vào mồm rồi, cứ vào mồm. Ôi, ôi. Chúng tôi đâu rồi? Sao? Ôi! What the fuck? 1 minute remaining. 1 minute remaining. Trời ơi, súng tôi đâu rồi? Gì? Ông đù có mấy cái gấu ngồi đi. Bực thật. Má cái pen tôi nó đỏ lò mà. Trời ơi, má nó giật rồi. Mọi người ơi, má nó giật rồi. Không cả rồi. Wow, má nó lag kìa. Má delay ác luôn hả trời. Đâu anh ơi, ơi, bắn cứ 2 giây là có thật mà anh ơi. Đâu cả rồi. 30 seconds left. Không sao, em vẫn trên cao nữa. Em vẫn trên cao nữa. Ờ đâu cả rồi, sao đi không? Đi không có map, đéo thấy ai. Thấy cái lùm á. Đừng đi không có map, có thấy ai đâu. Ờ, trên cao nghĩ chắc chắn rồi. Mày chạy từ B sang A chưa thấy ai này. Ê, mày nguyên combo thì mày có khi lên nữa. Thằng Senka nó nguyên combo là vừa mẹ liệt vừa gãy. Sao không thấy ai vậy? Mọi người đâu cả rồi. Ê, chúng tôi chạy về B. Có người chạy về A vậy? The fuck? Mẹ từ B ra đéo thấy anh. Ờ. Anh đi chung hết là gì có khỉ. Ây da, bắt còn thua đi chứ. Ờ, bị bắn vô mồm đi. Rồi, Senka cứu rồi, mẹ Senka vừa liệt luôn. Pin dưới địa ngục à, đúng rồi, pin dưới địa ngục á. Khó nói.